thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố châu Á đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm. Nghiên cứu mới về khí hậu và đại dương chỉ ra, nhiều thành phố lớn ở châu Á có thể bị nhấn chìm vào cuối thế kỷ 21 do tình trạng nước biển dân nhanh hơn dự kiến. Tình trạng nước biển dân do nhiệt độ tăng và băng tan đã được cảnh báo. Song báo cáo được công bố trên tạp chí Nature Climate Change đưa ra những dự báo về hậu quả có thể đến sớm hơn Nghiên cứu do trung tâm ở Pháp và Mỹ chỉ ra các phân tích trước đây đánh giá thấp mức độ nước biển dân và lũ lụt do các biến động tự nhiên. Theo nghiên cứu mới, một số đô thị tại Đông Nam Á có thể trở thành điểm nóng mới của tình trạng nước biển dân. Các nhà khoa học cũng ước tính về tác động tối đa mà biến đổi khí hậu có thể mang lại, theo CNN. Các thành phố ở Đông Nam Á như Bangkok, Thái Lan, Yangon, Myanmar hay thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam chúng ta đều đối mặt với thách thức tương tự cùng với những quốc đảo ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tại thủ đô Manila của Philippines, nghiên cứu cho biết lũ lụt ven biển trong 100 năm tới sẽ xuất hiện thường xuyên hơn 18 lần so với trước đây nếu tính riêng nguyên nhân từ biến đổi khí hậu. Nếu kết hợp với các biến động tự nhiên dẫn đến tình trạng nước biển dân, lũ lụt có thể xảy ra nhiều hơn 96 lần trước đây. Theo Cố vấn Khoa học Khí hậu của Viện Khí hậu và các thành phố bền vững ở Philippines, cho biết những phát hiện của nghiên cứu nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Thế giới cần nhanh chóng và tham vọng hơn để bảo vệ hàng triệu người sống trong các siêu đô thị ven biển, ông nói. Tuy nhiên, thành phố Manila với hơn 13 triệu dân không phải là nơi duy nhất đứng trước các mối đe dọa từ khí hậu. Ngoài ra, mực nước biển dọc theo bờ biển phía Tây của Mỹ và Australia cũng đang tăng nhanh. Chỉ tính riêng các siêu đô thị ở châu Á, hơn 50 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao hơn dự kiến, với gần 30 triệu người trong số họ ở Ấn Độ, sự thay đổi mực nước biển được nêu trong báo cáo dường như không có tác động rõ rệt cho đến cuối thế kỷ 21. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo nếu tốc độ phát thải nhà kính tăng lên, mối đe dọa sẽ trở nên cộng kề hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.